thì ngày hôm nay âm thanh và bảy lại quay về quay trở lại livestream với cái nhịp livestream buổi trưa các bác nhá. Livestream uh, buổi trưa. rồi oh, rất là tiếc hôm rồi hôm uh, vừa rồi các bác có nhớ cái hôm 14 không? Hôm 14 thì uh, có thông báo với các bác là chờ chờ kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Indo. Nếu Việt Nam mà thắng uh, thì sẽ uh, livestream mà uh, quay số tặng quà cũng như là À, thắng cách biệt bao nhiêu bàn thì em sẽ uh, tặng cho bác bấy nhiêu món quà. Tuy nhiên mà cái anh Indo hôm qua anh chơi hơi rắn các bác ạ. À, hôm qua là một trận đấu của phu Việt Nam mình cũng uh, uh, bị các cái ông Indo này chặt chém khá kinh cho nên là nhiều khi là bảo là có cơ hội thắng để tặng quà các bác nhưng mà hơi hơi điên mất rồi. Bây giờ là tỷ số đang là hòa không không. làm nào các bác nhỉ? xin chào bốn bác nhé các bác vào trong xin một cái bình luận một cái được không? mà hôm nay thì mới quay trở lại các bác đây, về ngày hôm qua là ngày 15 thì có chút việc bận cho nên là không không có lên sóng nữa. Xin chào anh Tân Độ Minh, <laughs> Đấy, dự tính của em là thắng tầm 20, thắng tầm 20 và đã chuẩn bị tầm 4 món quà, đã chuẩn bị tầm 4 món quà để gửi tới tất cả các bác nhưng mà cái dự người tính mà không bằng cái trận đấu nó tính các bác ạ trận đấu ngày hôm qua thì uh, nó lại là tỷ số là hai không chia đều cho hai đội cho nên là mình tính là hai không nhưng về việt nam nhưng mà giờ lại không lấy được rồi à, xin chào hai bác nha mời bác vào cho xin một cái bình luận nha à, xin chào bác em bé nha bác em bé này giống bác uh, chị việt hồ nha à, giờ anh anh giống anh uh, chị việt hồ à, cứ thế cứ có live stream cái là các bác sẽ vào ủng hộ ngay và rất là nhiều à, chào chú việt nam à vâng chào anh uh, chào anh điểm phạm nha hòa thì chiếm đắt hơn thôi ôi rồi anh ơi sao lại thế bán bên em bán ví dụ cái như cả loa chẳng hạn loa các bác thấy là loa thì người ta ví dụ một cái mức giá công khai thì chỉ có giảm đi chứ làm sao mà có thể chiếm đắt đi được đúng không bác loa thì giá thì ta công khai không phải là cửa hàng mình cửa hàng em bán mà có rất là nhiều cửa hàng khác người ta cũng bán Đấy, mình uh, bây giờ đang bán một giá mà uh, hòa lại chặt chiếm uh, đắt hơn thì làm sao được các bác đúng không ạ À, xin chào bác thực đoàn nhé. Chào em coi như Việt Nam thắng nhưng không tặng quà. <laughs> à, cũng được anh ạ nha. Được, thế ta xem như là thắng nhưng không tặng quà đi. Vì thực ra là hôm qua như là như Indo, kể cả khán giả hoặc là kể cả cổ động viên của họ thì đều xem cái trận hòa như hôm qua là như một trận thắng. Đều xem trận hòa như một trận thắng thôi. Vì rất là lâu nay Indo toàn sắp mặt với Việt Nam mình. Lần nào cứ 3-0, 4-0 hoặc là 3-1. Mấy cái lần AFF uh, Cup thì lần trước thì cũng cứ 3-0, à 3-1 chứ. Rồi uh, đến uh, vòng loại World Cup thì cũng bốn uh, 4-0 cho nên là cái việc mà họ uh, vui mừng uh, ra mặt khi mà Việt Nam mình uh, cầm hòa được Việt Nam mình thì đúng là cũng là một cái điều là là là, 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 là cũng như mình cũng gọi là cái tự hào đúng không bác. Và bây giờ ngày xưa thì uh, Indonesia là một cái đối thủ kỵ dơ Việt Nam mình uh. Trong suốt 19 năm không không có thắng được Indo, chỉ có hòa với thua nhưng mà sau một thời gian thì bây giờ việt nam mình ở trên cơ họ hoàn toàn họ đã bắt buộc họ phải tự thủ như vậy thì uh, cái đẳng cấp ông lớn cũng đã xuất hiện rồi. Thế thì uh, vốn dĩ đã định tặng quà nhưng mà uh, không thắng cho nên là sẽ không tặng nữa mà có khi là nếu mà lát nữa đông đông các bác xem á cái tầm uh, buổi trưa thì lên là trăm người hơi khó kênh của em á thì các bác cứ uh, lên uh, nếu mà lên là một tầm trăm người xem thì em sẽ tặng cho bác hai voucher chơi nhé hai cái voucher mua hàng giống tương tự như shopee À, uh, shopper thì, uh, cái cái voucher này có thể là tặng hạn nên là mua loa giảm giá tầm uh, 500 000 đồng chẳng hạn đấy nhưng mà khi mà phải đông người xem các bác nhá cho nên các bác vào các bác cứ cho em một xin một cái like một cái like này một cái bình luận này nhá uh, thì uh, hôm nay trước mặt các bác đây là một lô loa uh, de aquatic mã của nó là mã hq 612 thì đây uh, chính là cái mã mà cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam mình bây giờ nếu với một cái đôi loa DM HQ612 này mà bác mua mới thì giá của nó sẽ dao động tầm 30 triệu đồng. 30 triệu đồng các bác nhá. mà cái kể cả những cái đơn vị mà người ta độc quyền người ta nhập cái lô cái cái phân phối cái DE tại Việt Nam ví dụ như công ty chế nhiệm hạn Hân Bảo Linh thì người ta cũng không nhập cái lô loa này về. Nói đúng hơn là không chấm nhập về. Vì thực sự là mà nói thì với mức mức giá 30 triệu đồng thì bán hàng nó cũng khó các bác nhé bán hàng nó rất khó đấy nhất là trong cái thời điểm mà dịch bệnh và thứ hai là cái uh, tầm giá như vậy với túi tiền của người Việt Nam mình nó đôi khi nó là một điều gì đấy quá sức quá sức với những cái bác mà đang đam mê những cái dòng loa kể cả những cái bộ của loa, DE à, cho nên họ không nhập về thì uh, bên em cũng rất là may mắn là rồi đặt vào rồi xuân uh, thấy cái lô loa này uh, lô DE này chốt hàng luôn cái loa DE uh, thì uh, cách đây uh, À, ví dụ như là tính ra tuổi đời làm nghề của của, của Xuân Vi Nam đi thì tầm 4 4 5 năm rồi. Nhưng mà cái lô loa DE này mới về được tầm 3 lần. 3 lần các bác ạ. Thì, thì cái lô loa này nó một là nó hay người ta ít khi người ta dùng mà người ta dùng đến lúc hư thì thôi. Cho nên là các bác bảo là tìm cái hàng bãi nó khó. À, như đợt này thì dịch giá thì các cái các cái các cái các cái gì nhỉ? người ta gọi là cái cái công ty hay là một cái những cái tổ hợp mà phòng hát karaoke ở bên Trung Quốc đi họ phải thanh lý khá là nhiều họ phải đóng cửa cho nên họ mới có cô bác mới có cái lô loa HQ 612 này để mà có cơ hội mua hàng bãi được Đấy, cho nên mà số lượng thì nó không có nhiều đây tầm 15 cặp chưa tính những cái cặp mà đã đặt cọc và những cái cặp mà đã lên dàn chuẩn bị dàn combo đi đi hết cho nên là số lượng rất là ít rồi nha thì báo giá luôn cho bác đây loa này sẽ là 13 triệu đồng một đôi 13 triệu đồng một đôi loa DE này. Đây là cái nội thất bên trong của nó này các bác này. Để lát nữa em sẽ đi sâu vào nhá. Thì bây giờ là các bác đang có 40 bác rồi. À, các bác cứ vào like mạnh lên các bác Ô, mà 40 người mà mới được có 4 cái like này. Các bác làm sao mà được lên tầm 100 người xem để chúng ta còn nhận hai voucher mua loa các bác nhỉ. Cứ được 100 người xem sẽ quay lên hai cái số điện thoại, hai số điện thoại nhận voucher mua loa. Mua loa giảm giá 500 ngàn một đôi được không các bác? Các bác thấy hay các bác cho một cái chấm hoặc một cái chữ ok nhá. Uh, anh nhận được loa rồi anh Thanh Tổ. À vâng, có ok anh. Anh Thanh Tổ là lấy uh, loa BOB nhỉ ôi cho nên nhanh nhanh nhỉ. Anh ở trong Đồng Nai mà đợt này, đợt này bưu điện làm ăn được đấy. Trong Đồng Nai mà anh nhận được loa rồi là cũng được rồi anh ạ, nhanh đấy. Chú cho anh nâng cấp con vang được không? Vang gì anh? Chiều nay uh, vào em được không em? Chiều nay được anh ạ. Anh Hà chiều nay được nhá. À, từ 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 từ. Từ tí, em hỏi uh, tiệm hỏi Nam Tép xem là có chiều nay ở nhà không. Chiều nay nếu mà uh, Nam ở nhà thì em gọi lại anh nhá Cái số anh điện thoại vẫn cái số cũ nhỉ Cái số anh Hà vẫn số cũ đúng không Nếu mà được thì em cho gọi nhá Ok vui quá em Vâng cảm ơn anh à, Cao Ma nhá Xin chào anh Nghi Ôn này Em có lọc in Ken nào không Lọc in Ken à <laughs> Lọc in Ken Hàn Quốc thì chỉ có um, Em thì cũng may lắm lần lần một lần Lấy được hai con anh ạ Cái lọc in Ken ấy Lọc ấy rất hay Một lần may lắm thì lấy được hai con đấy Đúng một lần lấy là hai cô là bán cho các bác uh, bán cái của người đặt hàng luôn mất rồi, chuyển khoản cọc luôn. À chuyển khoản tiền luôn. Thấy lọc in ken cái chuyển khoản hết tiền luôn. Em uh, lúc đấy dù em chưa test chất âm gì cả nhá. Xin chào bác Diệm Hoa này, bạn chào bác uh, Công Trần rồi anh. Đây này các bác này, loa bên em nhiều lắm. Lát nữa em sẽ quay cho các bác một mẫu loa full 25. Mới về tới cửa hàng này em. Full 25 mà uh, chiếc bát của nó về chiếc tép của nó tương đương với loa full 30 các bác ạ gọi là to của to vật vã luôn đấy à đấy X12 à anh? X12 thì em có văng mới đây anh Vang mới X12 DE MK1008 Nó là dòng X12 Plus cơ X12 Plus thì giá của nó tầm 5 triệu rưỡi một con anh ạ Đấy thì đây nè Ba này tổng quan em Cho các bác cho em xin một ít phút giới thiệu vào loa DE của em trước nhá Trước khi mà em quay lại trả lời những cái bình luận Hoặc những cái câu hỏi của các bác trong cái live trong cái livestream thì em thấy nhiều bác đang có một số cái yêu cầu muốn xem sản phẩm rồi. Thì điều đầu tiên thứ nhất mã model của nó sẽ là HQ612. Đấy, đây các bác nhé. HQ612. Con này thì công suất khá khủng. Một loa 30 dao động công suất thì nó thì tầm 300 đến 350 và con này công suất là 400 W. Thứ hai thì cái kháng trở này không cần nói đúng không bác, nó sẽ là 8 ôm này. Điều đặc biệt tiếp nữa thì với loa 25 thì thường cái dải của nó sẽ là tầm 65 Hz đến 19 hoặc 20k. Còn loa 30 thì tầm 55. Nhưng mà con này nó về tới tận 47 các bạn nhá. 47 47 Hz này. Đấy. 47 tới 19k. Và một cái độ nhạy cực khủng luôn, 99 dB, 99 dB nhá. À với mà con này có một cái điều đặc biệt nữa, nó sử dụng các bác thấy em quay lướt qua chưa? Nó sử dụng con tép từ Philips Tép từ Philips thì cái độ nhạy của nó nó chỉ chỉ tầm 97 98 nhưng mà con này nó các bác biết lý do vì sao mà nó lên được 99 không? Vì cái lô loa, loa DE HQ612 này nó chính là nó sử dụng cái mã tép mà đời cao nhất. Mã tép đời cao nhất của cái dòng DE này cho nên nó lên được 99 dB với cái độ nhạy như thế này. Đấy, cái độ nhạy của nó cực cao luôn các bác nhá. Độ nhạy cao như thế này thì một là nó sẽ tiết kiệm công suất, mà hai nó sẽ cho các bác là một cái chất âm ra loa cực kỳ phê nhất là khi mà các bác có đủ đồng bộ của cái bộ DE này. Một là vang DE, hai mic DE, ba là đẩy DE và bốn chính là đôi loa DE này. Đấy. Bốn là loa DE này. Thì dòng này nó sẽ là dòng loa màu trắng thùng cân. e à, căng là e căng dạng lục lăng như thế này, bên trong có một lớp à, lưới chống bụi. À, thì cái này thì các bác quay khi mà em quay trên này thì các bác sẽ thấy nó có đây một vài cái điểm này. Đúng không các bác? Đây cái điểm này thế cái điểm này thì uh, uh, do cái cậu em cậu ấy mới vào nghề mới vào làm cho bọn em nhé thì cậu ấy được giao nhiệm vụ là dạp e căng tuy nhiên là cậu ấy chưa có kinh nghiệm nhiều các bác nhá cho nên cậu ấy không có nó không kỳ cọ nó 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 sát được thế các bác sẽ thấy là răm răm một vài vết bẩn trên e căng này cái này không phải là nó dĩ các bác nhá nó là răm răm vết bẩn này thì uh, nếu như các bác các bác mua hàng á các bác về hỗ trợ em một chút các bác tháo ra các bác giặt này giặt các bác, bác giặt xà bông trong phòng thôi dùng cái bàn chải đánh lại nhá vì cái này bọn em phơi khô mất rồi phơi khô rồi cả cái lớp độ bụi nó cho nên là hôm qua là sau khi mà mà, mà tháo ra kiểm tra bắt tép thì bạn sẽ lắp lại luôn chỉ giặt mỗi cái căng thôi đấy thì số lượng là tầm 15 đôi như thế này à, cái đây cái tem đây cái hệ thống karaoke của họ này các bạn này các bác thấy chưa à, ca cắt layer cái gì này Hà Nai Club, Nai Club là club, club đêm đấy, đấy, club đêm nhá. Cái này nó sẽ có cái tem DE nhưng mà người ta đồng bộ với cái hệ thống cái tên người ta muốn là khẳng cái 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 thương hiệu các bác. Các bác hiểu không? Người ta muốn cái thương hiệu cho nên người ta sẽ bóc cái tem DE để đi mà người ta sẽ thay bằng cái tem của cái hệ thống karaoke này của họ này. Cái này thì um, bên em bán nhiều rồi các bạn em em cũng nói nhiều rồi. Vất nhất là các bác chỉ thấy là uh, ngày xưa là có dòng uh, đẩy vương miện là một này, À, dòng vang Rian K8 là hai này đấy đúng không bác cái đó thì người ta đã bóc mấy cái tên đấy đi và tay thì bằng cái này thôi cái này thì không không quan trọng không ảnh hưởng gì đến cái 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 ấy này cả à, bên trong các bác vẫn có một lôi loa đi chất đây DE chất đây DE nhau coi nha đi có này đó, là cái chữ a cọ chữ d này D xoắn này đây đi nó bây là làm cái D xoắn này thôi phía sau thì nó sẽ có cho các bác là hai cái hai cái lỗ cắm rắc new trick nhá à, in out này cái này thì các bác cắm ở đâu cũng được và một cái lỗ là để các bác lấy lường linh. Linh từ cái đôi loa này lên một cái, uh, cái chiếc loa khác chẳng hạn. Đấy, nó như thế này. Phần, uh, về phần về uh, phần nội thất bên trong đi. Nội thất bên trong thì điều đầu tiên thì các bác em coi uh, như em đã nói rồi. Lý do mà vì sao mà cái con tép này cái con uh, cái, cái con loa DE này nó lên được tới độ nhạy 99 dB chính là việc nó sử dụng cái con uh, tép đời cao PT1725 này. PT1725H này Con này tới tận 60W các bác nhá Đấy Và dòng này là dòng tép từ Philips à, Nó khá là giống dòng B3 Các bác nhìn sẽ thấy giống B3 Những cái đường xương chéo như này đúng không Nhưng mà Nhưng mà con này thì nó trở trôi cho các bác Một cái chất âm khác biệt hoàn toàn So với lại dòng B3 các bác nhá Đấy Cái con tép này các bác nhìn thấy khủng bố chưa Tép này cực kỳ khủng bố luôn này Đấy con uh, nhung nhôm dẹt nha uh, về thứ hai về cái dòng bát này à, bát của con này nó sẽ cho các bác là cái mã của nó là tr 12 này và trên uh, cái um, trên cái từ của nó nó sẽ cho các bác những cái mã số email này từ trên màng cũng vậy này đấy con này là sử dụng cho các bác là xương đa châu kép xương đa châu kép côn 76 các bác nhá côn 76 gần ba uh, sóng và màng trung nước đấy gần ba sóng màng trung nước các bác nhìn thấy được không loa rất rất đẹp luôn nhá loa de e ạ Ui trời, ban nặng quá các bác ạ Thêm một điều nữa thì Các bác nhìn thấy này Đấy. Khi mà những cái lòng dòng loa xịn này các bác Các bác sờ vào cái từ này các bác sẽ biết ngay Cái những cái dòng loa xịn ấy Thì uh, nó sẽ được cắt Bằng một cái máy cắt của nó Nó cắt rất là cẩn thận Chính xác Cho nên là khi mà các bác sờ vào tay vào đây này Là nó rất là mịn và phẳng Nó không có cái hiện tượng là biểu là 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 cái dạng à, vết cắt răm răm à, khi các bác cắt thủ công thì nó sẽ có những cái cái vết răm răm như thế này trên đây nhưng mà dòng này rất là không nhá chắc chắn không này các bác sở vào mịn cực kỳ luôn và cái tử tính nó sẽ cao hơn này Đấy, tử tính của nó cao nhá còn à, với cái dòng này với cái dòng này thì phân tần của nó thì rất là đơn giản nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ các bác anh em nó sẽ cho các bác là sử dụng là một cái cuộn cảm dạng cuộn cảm dài và một cuộn cảm cuộn cảm tròn Đấy, một, cái một cái là cho tép bát và một cái cho tép thùng vách thì chắc chắn này bông là bông tiêu là bông thủy tinh Đấy. đây đó nha loa de này thì uh, chiều nay thì sẽ có video test ai chả nặng các bạn ạ ui cái bát nặng kinh khủng luôn đấy chiều nay sẽ có video test hoặc là kênh của em hoặc là kênh của xuân các bạn cứ chờ đón đi khi mà test chất âm của những dòng loa như này test chất âm của những dòng loa ví dụ như loa de này thì uh, cái lượng hàng đi sẽ nhanh đấy các nha nó đi nhanh đây đây các bác này thấy các bác thấy chưa cái này cái vết răm răm bẩn này cái vết răm răm bẩn là do giặt e căng chưa sạch các bác nhá các bác về các bác thấy các bác về các bác hỗ trợ bữa em giúp thôi à, tháo cái ốc này đây bên 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 hông nó sẽ có ốc các bác nhá bên hông nó sẽ có ốc này các bác tháo e căng ra đấy các bác tháo như thế này ra các bác giặt giúp em này được chưa các bác tháo như thế này ra giặt giúp em được không thêm một chút uh, xà phòng thôi các bác có thể là giặt bằng cái bàn chải các bác trà trà nó đi. Ok không phải gì hết nhá. Đấy. Đây cái này bên em đang tháo bát ra để này, này. Tháo bát ra để, để 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 em uh, vệ sinh này cho nên là để cất ở cái góc này. Đấy, đây là loa DE các bác nhá. Các bác thấy chưa? DE này HQ612. Phiên bản cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam của mình. Phiên bản cao cấp nhất thị trường Việt Nam mình. Uh, bây giờ đây ờ uh... số cũ mà em à số cũ anh hả rồi ok à, đôi full 25 em nói nhìn cũng từ cái từ cái phân tần <laughs> anh anh hãy ngồi chắc vừa xem của xuân rồi đúng không lát em chạy cho các bác xem Loa full 25 cũng từ cái bát tép phân tần cũng à, hết luôn loa selection 30 thì giá 12 triệu 500 ngàn đồng một đôi anh ạ 12 triệu rưỡi nhá còn với loa de như thế này thì các bác sẽ mua bên em sẽ bán cho bác mức giá là 13 triệu một đôi 13 triệu một đôi các bác ạ là GM nâng cấp lên X 5 anh à nếu như mà nâng cấp lên thoải mái cho anh, người nâng cấp lên thì OK nâng cấp lên thì em sẽ um, hỗ trợ anh nâng cấp thôi nhưng mà nâng cấp thì trả trừ khấu heo anh nhá xác định đấy xác định là nâng cấp khi nâng cấp hàng sẽ trừ khấu heo đây các bạn này em cho các bác xem một cái um, một cái combo DE ở đâu nhỉ à, vừa mới thấy để đây đâu rồi ta một cái combo DE rồi bao gồm chặt đẩy vang mic. Đây thì em sẽ cho các bác xem trước là mic DE này. Đây là mic DE các bác nhá. là đây 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 nó đây nó đây nó đây. Một cái combo như thế này các bác này. Đây là một combo ba cái thiết bị của DE, chưa tính một đôi loa nhá. Đôi loa DE thì em vừa quay rồi. Đấy, thứ nhất là đẩy hai kênh à DA 2008 này. Một con vang MK 1008 của DE đây, DE đây luôn. Đấy. DE này. Con này thì nó là dòng tương đương với dòng, nó giống dòng X12 Plus coi nhá. Một bộ mic KV1225 mã. Cái bộ mic này hay đến mức mà hãng DE thì người ta ra cái model này từ tháng 10 năm 2020 đến tận bây giờ không ra một cái model nào khác nữa. Mỗi cái phiên bản phía sau đúng không bác? Phiên bản phía sau thì nó sẽ là phần nâng cấp là phần chỉnh sửa, phần khắc phục những cái hạn chế của phiên bản trước. Đấy. Ví dụ như thằng KV12 hay là mã này nó là cái phiên bản nâng cấp và khắc phục những cái yếu tố mà xấu là cái nhược điểm của dòng KV12 trơn. thì sau khi mà lên được sóng được cái nó ra được cái thằng KV12 hay là mã này nó không cần phải nữa được các ạ. Nó không cần phải nâng cấp bất kỳ một cái phiên bản nào nữa. Thì KV12 hay là mã tới tận bây giờ vẫn đang là một cái mẫu model mà nó chiếm cái thị phần rất lớn của DE bán chạy nhất chiếm thị phần lớn của những cái dòng và mic DE đấy còn uh, MK 18 này thì cái vang này quá nổi tiếng rồi của vang nổi tiếng của DE các bác nhá uh, em xem nào các bác sẽ ghi các bác ghép một bộ combo đồng bộ thì các bác sẽ cho nó một cái chất âm nó hài hòa nó ổn định đấy. khi mà các bác ghép những cái sản phẩm khác nhau về với nhau lại thì nó sẽ không hay bằng cái bác ghép đồng bộ đấy. đơn cử như các bác mua loa Nexo thì ví dụ PS8, PS10 thì đấy thì các bác phải đi combo của Nexo thì nó mới, um, nó mới phát huy tối đa cái hiệu quả âm thanh của cái dòng Nexo được Thì cái dòng DN này cũng vậy đấy. Các bác có mua một đôi loa Nexo um, uh, uh, 25 thôi chẳng hạn nhưng mà các bác về các bác phải đánh về đẩy bãi, về mic bãi, về còn là uh, vang số bãi Thì để nó thất âm chắc chắn nó sẽ không bằng đúng không các nhỉ Em xem nào ba triệu rưỡi này, năm triệu rưỡi là thành 9 triệu này 9 triệu với đây là, là đẩy này thì trước là 6 triệu rưỡi nhưng bây giờ tăng giá lên các bác, tăng giá lên 7 triệu nhá. Thì à uh, 9 với 7 là 16. 16 và 16 và 13 là sẽ là 29 triệu. Nếu các bác mua cả combo đe này, cả combo đe đây, ba cái này và một đôi loa đe thì nó sẽ là 29 triệu một đôi, à một 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 bộ. 29 triệu một bộ các bác nhá. Thì đây là có những cái bộ dàn này thì đã được ghép sẵn rồi. Đấy. Kết nói chung là kết cái loa DE này ở cái 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 tép của nó kìa Cái tép và cái bát của nó nhìn cái nội thất bên trong rất khủng. Cái um, gì nhỉ? Cái cái phần thì nhìn nó yếu đuối mỏng manh nhưng mà nó lại nhỏ nhưng có vỏ À. Ờ Chào Việt, để loa DE thì đi đính rồi, chất á, tuyệt vời, gửi cho anh cách đấu loa đi em. Cách đấu loa anh? Ôi trời ơi, cách đấu loa có gì đâu anh? Loa ví dụ loa phun như này các bác nhá. Cái này thì rất nhiều bác gặp phải trường hợp này rồi Cái uh, này thì các bác phải để ý cho em là cái um, đấu bằng rắc niêu trích nha Trong rắc niêu trích ấy thì nó sẽ có một cộng một trừ Một cộng một trừ tức là, là cái âm dương nhé bác Âm dương nhá đầu thôi hết mà rắc niêu trích rồi Không có cái là ví dụ rồi Đây này, cái trong cái rắc niêu trích này, ở đây không còn cái nào nha Đây, thôi ví dụ mẫu đi cho các bác cái này đi Đấy bên trong nó bên trong ví dụ bên trong cái sắc new trích này nó sẽ là một cộng một trừ một cộng một trừ thì là dương âm ấy, các bác nhá một, một trừ là âm này một cộng là dương thì các bác đấu như vậy đấu như vậy là cắm vào thôi à, bên trong cái này có mà các bác nhìn thấy nhìn thấy cái góc này các bác này nhìn thấy cái đây này nó sẽ có một cộng một trừ nhá khi các ấy vào thì các bác sẽ đấu theo cái đấy thôi chứ còn đấu loa đơn giản mà à, loa để cho anh kích thước à cho anh kích thước tiệm đồ à nhé đây, các bác vào cho em xin một like đi các bác ôi giời, hai cái voucher đang chờ các bác này nhưng mà à, phải đủ phải lên, được trăm người xem cơ bác ơi lên trăm người xem nên sẽ quay số lấy hai cái vốt chơi này anh hương long này à, con này á thì thứ nhất là chiều sâu đi sâu để sâu đây sâu này sâu của nó là sâu tầm à, uh, 40 mươi các bác nhá sâu 40 mươi này các bác thấy chưa đây sâu 40 mươi nha cao cao, cao đùa thế này đi Cao em tầm 60 cho các bác ạ À chà đúng cao 60 luôn này Cao 60 à, Sâu 40 Rộng à, đây tính được hai điểm lớn nhất của nó rộng 30 À rộng 40 luôn Đây, đây các bác này Sâu 40 Rộng 40 Cao 60 Đây à, rộng là nó đây này Chiều ngang ấy Chiều ngang đây các bác này Đấy là cái đây này cái hai cái điểm mà lớn nhất của loa nhá 40 4, 40, 40 này ở đây 40 này cao là cao 60 vừa kệ tivi chứ anh cái này thì vừa kệ tivi rồi ờ... sao phân tần thì nó đơn giản vậy em phân tần nó như vậy thôi anh phân tần nó chỉ có một cuộn cảm dài cho bát một cuộn cảm tròn cho tép thôi đấy và những cái con tụ bên trong thôi phân tần của de rất đơn giản các bác nhá phân tần de như vậy thôi nhưng mà chiều nay khi mà các bác lên video test bên em lên video test này, các bác sẽ cảm nhận khác biệt ngay cảm nhận khác biệt ngay đối với những dòng này Phần tần bé, phần ít thôi anh ạ. Bên mình có để một kênh chuyên chúc không? Không không anh ạ, không có không, không hết rồi. Loa gì giá bao nhiêu? À, <laughs> à cái câu à. Thì em báo giá lại các bác nhá, 13 triệu một đôi, loa DE HQ612. hai à, trước thì em nhiều khi em làm clip, nhiều khi em làm clip hoặc là làm cái làm làm cái gì nhỉ? Làm cái live stream thì à, em thấy nhỉ, em nhiều bác vào vào cái hội giá luôn, không cần biết cái sản phẩm là thế nào nói thêm về sản phẩm là chửi nói nhiều à, nói gì nói lắm thế này kia à, giá bao nhiêu à, bây giờ bảo bán hàng mà các bác không cho em giới thiệu em ví dụ các bác bảo bây giờ em chỉ quay có mỗi bảo đây loa DL em này em có đôi loa DL mã là HQ hai giá 13 triệu thế các bác thấy các bác thấy các bác đã biết được gì những gì thông tin gì về cái đôi loa này đúng không bác các bác biết được gì về những cái đôi loa này thông tin của nó như thế nào ví dụ như là loa này bát uh, của hãng nào hay ta này mã mô là mã email số email này à, côn bao nhiêu từ bao nhiêu gần bao nhiêu sóng màng của trong nước hay là màng ấy đúng không bác rồi đến con tép này à, côn uh, tép là côn uh, nhôm dẹt hay là côn gì tôn titan hay gì đúng không bác Thế nên là nhiều bác vào cứ chê thôi à, có những bác vào vừa vào cái hội giá luôn em không nói cái là bới là chủ ý là chủ ý vào sao thằng này nói lắm thế là, nói lắm là uh, bác nói ít thôi ấy, nói lắm uh, bán hàng cái bản thân em đó người bán hàng thì bọn em phải giới thiệu cho các bác đúng không chứ các bác xem trên xem trên uh, trên trên, cái livestream các bác xem thấy mọi hình ảnh thôi đó, ví dụ em quay cho các bác xem này bảo đây ô oh, đêm đố các bác biết loa gì đấy trả <laughs> lẽ là thế đúng không các bác nó khó uh, làm dâu trong họ nó khó nên là em cứ bán hàng đúng là theo cái phong cách của em như vậy là ok uh, đơn giản mà sao đắt thế à, cái này nó đắt sắp tầm miếng anh cái đồ âm thanh này, cái đồ hay thì nó chắc chắn nó sẽ đắt rồi. Anh mua loa về để anh nhìn phân tần. Hay là mua loa về để nghe chất âm hay. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ so sánh đi. So sánh một số bác là mua đẩy thích nhiều sò. À, một số bác thì mua vang lại thích bên trong dày kín linh kiện. À, thế bây giờ em bảo nha. Các bác uh, mua một con đẩy Class AB. Đó. À. So với một con đẩy uh, class TD của con uh, con con uh, DA 2008 kia thì bác thấy như nào? Đấy. Một con thì nặng trịch, một con thì cái hiệu suất cho loa kiếm mà chỉ được cái nhiều xòa nhiều linh kiện thôi. Vậy là cho so thấy một con vang X5 với một con vang Ciso 1080 Plus thế nào? Hoặc vang X3 đi chẳng hạn. Đúng không bác? Nhiều linh kiện lắm nhưng mà chắc chắn nó không không hay bằng. Nó quan trọng nhất là cái uh, một con vang quan trọng nhất là cái chip vi xử lý của nó. À, một cái đô la thì uh, nó cái, cái bát tép của nó thôi bát tép của nó rồi cái độ nhạy của nó này à, ví dụ rồi đến um, uh, nhiều thứ để so sánh lắm. nhưng mà chung quy lại nó cũng chỉ là một điều như này cái đồ âm thanh ấy, cái đồ hay thì chắc chắn nó sẽ đắt đấy còn uh, cái đồ cái đồ đắt nhá thì chắc chắn là hay đấy <laughs> nên các bác cần phải phân biệt rất rõ ràng nhá xin chào 60 bác nhá mấy bác vào cho em xin và like này còn thiếu 40 người nữa còn thiếu uh, 37 người nữa các bác thử lên xem nó có một trăm người không các bác vào like mạnh uh, chấm mạnh lên Xem có đủ 100 người không 100 người thì em sẽ quay lấy hai số điện thoại Quay hai số điện thoại để uh, tặng các bác Voucher mua hàng tại 1917 giá, Giảm giá 500 ngàn Voucher mua hàng giảm giá 500 ngàn các bác nha Bây giờ các bác đang mua một đôi loa DE này giá 13 triệu Các bác à, uh, à, trúng voucher thì các bác mua cho 12 triệu rưỡi thôi Tất nhiên thì em cố gắng là uh, uh, Tạo cái một cái không khí Cũng tạo như một cái món quà động viên tinh thần các bác nha Bây giờ uh, tự nhiên mình có 500 ngàn Nó rõ ràng là một cái điều vui rồi Đúng không các bác như hôm nọ thì em bảo là nếu như hôm nay nếu 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 như hôm qua Việt Nam mình mà thắng thì uh, em sẽ là like xin tặng quà thắng cách biệt bao nhiêu bàn tặng quà bấy nhiêu thì thậm chí thắng sáu không bảy không vậy sẽ có quà cho các bác đến tận đủ luôn đủ bảy số điện thoại nhưng mà Việt Nam mình hòa không đều cho nên điều kiện em bảo là Việt Nam mình phải thắng thì em sẽ tặng quà nhưng mà Việt Nam mình hòa cho nên là uh, không có tặng quà thì uh, bây giờ là nếu như các bác mà lên uh, được cho em tầm trăm người xem buổi trưa mà các bác vào nói chuyện với em thôi thì uh, ta sẽ có hai cái vót chơi nhà các bác nhỉ hai cái vót chơi như vậy là ok rất, rất là rất là đẹp đấy ai uh, anh nhận được loa mà răng của em rồi ok nhá à, rồi ok anh <laughs> có một số mấy bác là hôm vừa rồi, rồi săn được mấy cái hàng các bác à, có bác thì lấy được à, uh, loa gì nhỉ 450 v uh, thùng uh, bát zin tép zin này thùng hơi sao chút có triệu rưỡi. À uh, có hôm này có uh, cái gì nhỉ? À uh, chào shop loa đẹp có màu đen không? Loa này có màu đen anh. Uh, loa này anh tiện nguyện nhá. Loa này anh thích màu đen gì? À, bọn em chuyển sang màu đen cho anh. Chuyển sang màu đen được thoải mái anh. Đấy, đây là loa DE nhá. Anh nhớ anh không thích màu đen, bác nào không thích màu đen thì bên em sẽ chuyển sang màu đen cho các bác à, bác nào cũng thích màu trắng chứ bên em chuyển sang màu đen thoải mái luôn à, tùng sâu vậy bát mạnh lắm chú ơi à. chuẩn anh ạ bác bát ok lắm cho anh xem lo full 20 em ơi lo full 20 thì để chú về đến đây anh ạ Loa lo full 20 thì còn một thời gian nữa Anh mới về đến đây cơ hôm vừa rồi, rồi thì hôm qua thì xuân mới nhá hàng cho bác thôi rồi mấy nhà hàng tạm tạm cho các bác xem đấy thôi. Đấy thì các bác nhìn lướt qua các bác nhìn sẽ thấy là nó hơi bẩn bụi bẩn chút các bác nhá. Hơi bụi bẩn một chút thôi. Đấy các bác thông cảm một chút về cái cậu em cậu mới vào nghề tôi mới làm được có tờ hơn tuần thôi. À, cũng ra cho cậu mấy cái việc như này mà cậu chưa kinh nghiệm. Cậu em cậu chưa kinh nghiệm cho nên nó sẽ có hơi bụi bẩn chút thì các bác về hỗ trợ giúp em một chút là cầm cái bàn chải các bác. Các bác tháo ra các bác cho ít xà phòng ở đây này. Các bác cứ trà thoải mái thôi mà. Trả thoải mái thôi, nó ra hết cái cái cái, cái vết bẩn bên trong đi ok luôn. Không vấn đề gì cả cảm ơn em gửi zalo cho anh cách đấu hai đôi loa full này vào một cục đẩy y hai kênh nhá cảm ơn anh ôi trời cái này đơn giản anh kéo từ là nếu anh đã đủ anh tầm là đẩy đẩy đủ công suất anh cứ kéo từ đường link của loa này lên loa kia thôi đơn giản mà không cần phải uh, Ui giời, phải đấu song song đấu nối tiếp gì cả cho nó mất mất công và đó là chính là đấu nối tiếp đâu bác đấy uh, loa đi 25 bao nhiêu tiền loa đi hai không có hàng anh ạ loa đi 25 không lần này về chỉ có phiên bản 30 này thôi Ngày trước cái lần lô lần trước về thì có phiên bản 25 Lần này chỉ có 30 thôi 30 thì chỉ có hơn 30 cặp À có hơn 15 cặp chứ có hơn 15 cặp thôi còn chưa tính là uh, cọc rồi Nâng cấp rồi uh, Ghép dàn Ghép dàn này, ý... ghép dàn là chỉ có 3 bộ rồi 3 bộ combo ghép dàn rồi đấy bác này đây là anh Uy anh chưa đây các bác thấy được cái, những cái bộ này chiều nay bọn em mới mới cài này nè à? và các bác khách đặt cọc trước rồi bảo là uh, mấy hôm nữa lấy thôi đúng không bác thì đang để đây rồi anh Uy thì anh đã ghép dàn cho các bác kia rồi cho nên là nó cũng không, không không còn chỗ để ra nữa <laughs> không còn chỗ để ra nữa đây còn ba đây chưa tính là ba bộ này ba cái bộ uh, combo của de uh, loa rồi mic rồi vang rồi đấy đây, chưa cài nhá cái này chiều nay mới cài này uh... anh ơi gửi hàng lên hà giang mấy ngày anh gửi hàng lên hà giang anh gửi hàng lên hà giang thì uh... em xem nào tầm 3 ngày hơn anh ạ ba ngày ba ngày rưỡi thì đấy ba ngày ba ngày rưỡi rồi đấy đây hôm nay thì em đã tìm lại được cái biển của một chín bảy bảy con này Ý, báo ngay tìm kiếm <laughs> cái này thì, cái này hôm các bác thợ các bác thợ dọn, dọn dọn chỗ dọn chỗ làm các bác các bác cất đi hôm nay em mới tìm được đây số điện thoại của một chín bảy này các bác có thể đang um, liên hệ các bác có thể liên hệ để um, đặt hàng nhá hai số này đều đã có zalo em đã có zalo các cái số này hết rồi anh Toàn Vương hình như là em gửi hàng cho anh một lần lên Hà Giang rồi nhỉ? à, Bác ơi, em lấy, bác hình như là trước đó bác lấy lo BMB phải. Lên Hà Giang tầm 3 ngày ba ngày rưỡi, tùy nhở các bác ạ. Ví dụ như Hà Giang các bác ở cái khu vực uh, uh, mèo vạc hay là mấy cái viện mà mù uh, gì nhỉ, Đồng Văn đấy, đấy, cái khu mà uh, núi cao ấy cái uh, việc uh, ship hàng nó khó, thì nó lâu. Uh, đường lên bản mình đi uh, đi bình thường đã thấy lâu rồi đúng không các bác? Chứ còn, còn ship hàng người ta chở thêm cả đôi loa này kia thì nó chả lâu bác nhá Đấy à, Đồ đắt tiền mà mua hứa dính hàng nhá thì mới không hay anh nhá À đúng rồi anh kia <laughs> Chuẩn rồi anh theo cô My lớp ạ Em bảo rồi Hay á thì chắc chắn nó sẽ đắt Còn đắt thì chưa chắc nó đã hay Đúng không bác Cái đồ đắt thì chưa chắc hay Nhưng mà đồ hay Đồ hay thì chắc chắn sẽ đắt cái đồ âm thành ấy. Hay chắc chắn sẽ đắt Ô được 80 người rồi bác này Thêm lấy tầm uh, 20 người nữa đây 20 người em sẽ quay số lấy uh, voucher này Like mẹ các bác, like bình luận đi à, uh, Like bình luận đây để thật lên DE25 không có hàng anh ạ DE25 không có hàng Chứ nếu DE25 có hàng thì bán rồi Để DES900 à. Để DES900 làm gì có anh DE nó chỉ có DE uh, 2008 DE 4800 thôi Hoặc là PX, cái dòng PX4, 2008, PX PX4800, uh, PX 2008 ấy Cái đời trước của dòng DA ấy Chứ làm gì có S900 đâu Em không bán pin sạc các bác ạ Nhanh lên kiếm một đấy cho chị Ôi đâu không Voucher các bác ạ Voucher giảm giá 500 ngàn nhá Đấy Voucher giảm giá 500 ngàn Các bác mua Sản phẩm gì cũng sẽ được làm Giảm giá 500 ngàn Lên được tầm 100 người cơ Ở nhà các bác nhá Lên được 100 người Thì sẽ Lên được 100 người Em sẽ Cho, 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 cho các bác ấy luôn Loa trắng là loa DE Giá là Bao nhiêu nhỉ à, Giá là 13 triệu Đấy bây giờ thì em 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 ở vị xuyên vừa lấy AM thôi À AM anh AM thì anh cứ xác định tầm 3 ngày rưỡi đi 3 ngày rưỡi 4 ngày đi Đấy, Em sẽ bật điện cho các bác xem một cái lô loa 25 mà Đây Đấy Em cho các bác xem một lô loa bát 25 Nhưng mà lại khủng bố như 30 Khi mà các bác nhìn vào cái con tép này các bác sẽ nhớ đây đôi dòng loa gì các bác Các bác còn nhớ không các bác còn nhớ cái dòng loa gì mà bát 25 mà tép to khủng bố như loa 30 này chưa? Một dòng loa của Italia. Các bác nhớ không? Các bác nhớ đến cái dòng này không? Dòng 25 mà cách đây tầm một năm cơ, một năm này em mới bán cái dòng loại Cái ngày này quay video với livestream đang còn thẹn cơ. Đấy. Đây các nhìn này, các nhìn kinh không? À, có một số bác có thể là không nhớ nhưng mà các bác nhớ là cái dòng loạt TD Tai Chi bát 25 các bác nhá. TD Tai Chi 25 thì nó sẽ có cho bác một con tép như này. To như này luôn này. Đấy. Đây tiếp theo là một cái bát của nó này. Lưng gù à. Cũng là... Đấy, lừng gủ, lừng à lưng gù, lưng cá voi gì đây con này. Đấy. Từ điên nhá. Tiếp theo thì cái này nó không mượt cái cắt của nó cắt cái từ của nó cũng mượt như là có DE luôn thì cắt người ta cắt bằng máy các bác nhá các cái hãng thì người ta sẽ đầu tư cắt máy luôn đầu tư cắt máy cho nên là nó mượt mượt mà như thế này các bạn này Ê, các bạn này nhìn nhìn cái loa kia loa bác loa 25 nhá đây là loa bát 25 loa bát 25 thì đây gần hai sóng màng trong nước tiếp theo là cái cho bác nào mà thích bảo là thích phân tần khủng bố hay là phân tần nhiều này đây à, này có anh Tuấn Nguyễn này đấy con này thì nó cho các bác là bốn cái tụ dôn tách. 4 bốn cái tụ dôn tách, một cái cuộn cảm dài như này cho bác này Còn cảm tròn cho tép này Ngoài đội ngoài ra là những cái con chở Đây còn những con chở màu trắng này Đây và chở sứ này bốn cái tụ dôn nha Một con tụ dôn này khi các bác mua trên ebay hoặc mua trên một số cái trang thương mại điện tử Thì nó dao động tầm ba mấy ba mấy đô ba mấy đô thì ba mấy đến bốn mấy đô thì nó ra tầm từ 600 đến 900 600 900 ngàn một con này Chứ không phải là cái loại mà các bác mua uh, 15, 20 ngàn trên, uh, trên trên đấy đâu anh em Tụ John Tech xịn đấy thì nó rất là đắt 20, 30, 40 đô là bình thường Đây, này Một con như thế này là 30, 40 đô thì bình thường này Đây sẽ có hai con, ba hai cái tụ tô và một con tụ nhỏ đây mã một con là MKP 250 gì đây một con thứ hai là MKP 260 cái gì đấy đây này để mấy cái quần này con này đấy như nhìn bát chép của nó thì sướng phê chưa Cồn, ai chặt 35 con 76 à Ồ côn 76 luôn các bác này 35 con 76 này bằng cái côn có dòng DE luôn này thằng này thì nó là loa 25 nhưng nó lại là mang âm hưởng và hơi hướng của loa 30 <laughs> kể cả cái bát này cái tép này cũng vậy Đấy, kể cả bát tép của nó đều là mang mang cái hơi hướng của loa 30. Thì thằng này mới là cái thằng bé nhưng có vỏ này. Đấy, bé hay gọi là bé nhưng cái rén nó to đấy. đấy. nó hơi bậy chút đúng không bác? Đây. Kinh đúng không bác, nhìn ghê không? Cái này thì một vài hôm nữa bọn em sẽ lên sóng các bác nhá. Loa thì vẫn cái lần bây giờ là cấm pin, nó thật sự các bác là bây giờ cấm pin. Trước khi cấm pin thì bọn em vừa đã kéo được một vài lô. Kéo được một vài lô thì bây giờ bọn em sẽ lên sóng dần dần cho các bác thôi lên sóng dần dần cho các bác nhưng mà em sợ các bác nhiều ví dụ nhiều loa hay quá lại choáng ngợp mua được đôi trước lại tiếc đôi sau <laughs> uh, ok cảm ơn anh nhé à, uh, hôm nay Việt Nam hòa em tính thế nào nhỉ à hôm nay Việt Nam hòa anh thì uh, thế này này hôm vừa rồi, rồi em bảo với các bác là Việt Nam mà thắng điều kiện để quay số trung thưởng là Việt Nam phải thắng đúng không các bác thắng mà cách biệt bao nhiêu bàn thì sẽ tặng mấy nhiêu món quà, kể cả cách biệt 6070 thì sẽ tặng 67 món quà nhưng mà điều kiện là phải thắng rất tiếc là hơi điên chút là Việt Nam hòa hôm qua với trận đấu cung uh, phu bóng đá thì Việt Nam mình hòa lúc đầu thì Indo này nó nổi tiếng với đôi lá tập chép mà Đấy. cho nên hôm qua hòa à, cho nên là để hôm nay thì khuyến khích các bác thì nếu như mà kể đông đông người xem em bảo là tầm lên được 100 người xem á lên được 100 người xem thì à, em sẽ có hai cái voucher mua hàng cho các bác. À mỗi voucher là giảm giá 500 000 đồng Đấy để mua hàng nhưng mà từ nãy giờ mới lên được tám mấy người thôi. <laughs> mới lên được tám mấy người xem chưa lên được 100 các bác ạ. Buổi trưa thì buổi trưa thì livestream của em thì nó cũng cứ dao động tầm 100 người nhưng mà hôm nay thì ít người lắm, không lên được 100 người. À, lên được 100 người thì sẽ có voucher các bác nhá, voucher tặng quà giảm giá 100 000 À 500 000 Uh, đôi này các bác Đôi này thì chưa có giá nhá Đôi này chưa lên sóng đâu Đôi này chưa chưa lên sóng Đôi này uh, Chờ sau cái này em chỉ nhá hàng thôi Vì là hàng nó vừa về đến đây Tháo ra một chiếc trước Tháo ra một chiếc trước Để cho các bác xem uh, Cái tổng loa này Còn uh, Khi nào lên sóng thì Bọn em sẽ lên sóng các bác sau Nhưng mà đây là cái tổng loa này Các bác mua một đôi loa 25 mà Như mua loa 30 luôn này Đấy <laughs> uh, kênh không có thông báo à anh hướng chỉnh. ố cho cái này em không biết rồi kênh cho lại không có thông báo nhỉ bảo sao đợt này nhiều khi nó không có cái đề xuất cho các bác cho nên là các bác các bác vào nếu như bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì nhớ cho một cái đăng ký kênh và nếu mà muốn nhận thông báo chắc chắn ấy, thì các bác phải đăng ký và nhấn vào cái chuông nhá bên cạnh cái góc này có cái chuông này bác này có cái chuông nhấn chữ đăng ký và nhấn chọn tất cả thì nó sẽ có luôn ừ có tay mic không anh ạ à. không có tay mic mà có thì em không bán vì đơn giản là bên em không bán cái gì rời cả đây ví dụ như các bác nhìn đây các bác nhìn thấy bát chép nó nhiều lắm nhưng mà em có bán đâu xếp được các bác này đây 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 xếp được các bác cả đống luôn này nhưng mà đây là nó đang đi kèm với những cái 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 cái, đôi loa của bạn em nhá đấy nó đang đi kèm nhưng mà em không bán đâu đây cái bát súp này này <laughs> nhiều bác thấy cái này là mê lắm cứ nhìn thấy là mê thôi à, có đẩy TD5 không em? Đẩy TD5 mà anh đẩy TD5 hình như là còn 1-2 con gì đấy anh ạ Con uh, CB Alcotic đúng không anh? C 5 đúng không? Hình như là còn 1-2 con thì đấy em nhớ như vậy Em phải đi tìm nữa cơ Không biết là có còn con nào không cơ uh, Giá một đôi bao nhiêu? Uh, giá một đôi này thì bữa nay chưa có giá Đôi này chưa có giá Đôi này uh, à... Quên 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 nãy vừa nói chuyện với Xuân quên mất quên mất Đôi này á uh, thì giá của núi sẽ nó sẽ dưới 7 triệu nhưng mà trên 6 triệu năm <laughs> trên 6 triệu năm và dưới 7 triệu <laughs> trên 6 triệu năm dưới 7 triệu các bác nha đây là 25 thôi Đây này em vừa thấy là bác bác nào bảo 10 triệu này Loa 25 làm gì đến đắt thế Loa 25 gd 25 chỉ có 8 triệu rưỡi các bác ạ đây đấy nhìn sướng không bác nhìn sướng chưa thằng td tai chi thì nó còn là nó cái 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 họng chép của nó thì nó um, nó dài hơn chút Họng chép của thằng TD Tai Chi hình như là họng nhôm Đấy, Nhưng mà con chép nó chỉ như này thôi TD Tai Chi Cái mã gì nhà quên mất rồi Cái gì 10 ấy cái TD, 10, TD Tai Chi là TD 10 và TD 12 Đấy TD 10 của thằng TD Tai Chi thì nó, cái Con chép của nó như này này thì như con chép TD Tai Chi to hơn Tôi em nhớ là tầm này To lắm Cái lần bán con TD Tai Chi rất sướng Ờ à, em ơi anh hỏi cục đẩy bốn ôm chơi là tám ôm được không nó chỉ có 4 ôm anh đẩy thì con hình như là đẩy nó sẽ đánh được ba cả ba chế độ chứ à, có hai chế độ chứ thường ạ à, đẩy nó sẽ đánh 8 ôm và 4 ôm còn là những dòng nó cao hơn nó có cơ nghệ đại hơn hoặc là người ta à, sản xuất được thì nó sẽ về được hai ôm nữa đấy à, tầm này có lắm em thôi tặng voucher cho anh để anh mua quản lý nguồn nha Ôi <laughs> thôi rồi Quản lý nguồn có triệu rưỡi mà con anh Anh có mua triệu rưỡi mà con anh được con quản lý nguồn mới Đấy anh mua 1 triệu rưỡi một con anh được quản lý con nguồn mới à, trong khi mà bình thường anh mua quản lý nguồn bãi thì mất là một triệu mất 1 triệu bây giờ là tặng voucher thì tặng vô thì không ưu tiên ai cả bác nha nếu như mà lên được thì tặng voucher thì không ưu tiên ai cả bán hàng là khi mà đuổi mà công bằng thì không không ưu tiên không ưu tiên tặng voucher bác. bác. nào may mắn bác sẽ được quay số rồi bác nào may thì bác cũng được thôi sáu 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 Loa đấy là loa gì chú? Loa này à, bác, loa này thì loa này là mô đen là tên nó là hình như là với kéo hát các bác ạ. À, cái này thì lên sóng sau các bác nhá. Nhưng mà loa này kinh lắm. Loa này thì ghê rồi đúng không? Đấy. À, giống một cái câu chuyện, cái các bác nhiều khi ở đây các bác cũng có tuổi nha. chứ không như nhiều, nhiều bác ít tuổi hơn chút thì các bác sẽ nghe cái câu bạn thì ghê rồi. <laughs> loa này thì ghê rồi. Đấy. Đây các bác nhá à, ngoài ra thì đây các bác này các bác sẽ thấy này có hôm rồi thì à, bọn em có 100 con đẩy đấy. <laughs> 100 con đẩy lắc này nguyên à, về kéo 211 này bây giờ có đúng 5 con bây giờ có đúng 5 con các bác ạ 100 con đẩy tặng đẩy, đẩy một tím nó con này là 600 hát một kênh này cả lát hát đây 600 hát một kênh à nó về cũng là dòng đẩy lắc nhưng nó về trước so với cái dòng đẩy mạch, uh, mạch crowd có dòng uh, isu và cái dòng lắc kia à. còn uh, isu và lắc kia thì nó, nó về sau về sau bán được kha khá rồi, còn con này 100 con. 100 con là bán là còn có đúng 5 con này. Còn đúng 5 con này các bác này. À trong khi chưa tính nha. Trước cái lô đẩy lắc này mà em đã bán đẩy HM. À đẩy GM. Đấy những cái lần livestream bán có đâu có mấy ngày là hết mấy cái rồi toàn 100 con, cứ 100 con một 100 con về thôi. Đấy, à, còn bây giờ cái đẩy này thì uh, con này 600 watt này một số bác là đánh um, uh, à cặp 30 này. Đấy. À. Bây giờ còn có 5 con thôi, 3 triệu rưỡi một con các bác này. 3 triệu rưỡi một con. Con này cô cho con bác một cái nguồn to đung luôn. Cái nguồn xuyến của nó nha, nguồn tăng phô đồng của nó là dài uh, rộng đường kính là 20, nguồn tăng phô 20 luôn. Công suất 600. Đấy, bên trong chạy êm. Chạy êm, hiệu suất ra loa cao và tiếng bát đập uh, chắc khỏe. Đập đánh rất khỏe luôn với cái dòng đẩy lắc này. 3 triệu rưỡi một con rồi Cái đẩy này là bọn em uh, về rất là kịp thời. À, cả cái lô đẩy lắc này về cái giá bình dân nó về kịp thời quá để là ghép những cái bộ dàn giá bình dân ví dụ như dàn chu sao đấy các bạn đấy toàn dùng đẩy lắc này các bạn này Sau loa cb này loa chu sao loa gm loa cd 25 là bọn em đều dùng những cái con đẩy lắc này đều dùng những cái con đẩy lắc này để 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 ghép để tạo ra một cái bộ dàn vừa hay vừa dễ ví dụ loa chu sao 6 rưỡi này à, đẩy có ba rưỡi này là 10 các bác nhá à, uh, một con vang với một bộ mic hai mỗi con hai thứ hai triệu rưỡi là tầm 15 triệu đấy 15 triệu là các bác có một bộ dàn như trước mặt như trước mặt này các bác này còn đây có bác khách này bác còn mua cả một con lọc này này con lọc bãi có uh, một chín bảy này con này triệu rưỡi ấy. đấy có dòng uh, hai nguồn hai ví mạch ba lấy một bộ mic một uh, à, mic thì uh, mic anh có sẵn rồi mic có sẵn anh có mic bay ơ cho nên anh nhờ cài theo cái mic bay ơ Với thế cái này đấy các bác thấy chưa Dàn mình em không thiếu dàn có người còn chuyên có một người chuyên nghiệp dàn các bác chuyên mà gọi điện thoại trực tiếp Zalo tư vấn cho bác từ A đến Z tư vấn nhiệt tình luôn. cho nên bác nào mà cần đó. Bác nào mà cần mà đang <laughs> Tết sắp đến rồi các bác nhá. Năm nay Tết sắp đến rồi, ta mà không có tiền nhiều à, thì ta sắm lấy cái bộ dàn. <laughs> Bên em dàn từ 15 đến 20 triệu là cái dàn bình thường dàn trung bình dân đấy các bác. Đấy. tầm 15 đến 20 triệu là các bác có bộ dàn hay, cam đoan các bác là hay kể cả ví dụ như là cái bộ dàn có đôi loa rất là quan trọng mà ví dụ bên em là có loa chú sao loa cd à, những cái dòng loa và em cam kết hay cho các bác cho các bác nghe thử trong vòng một tuần có mấy cửa hàng cho các bác nghe thử trong vòng một tuần đâu đúng không bác bạn tự tin nó báo hay cho bác cho nên là cho các bác nghe thử trong vòng cả tuần bình thường đấy đây là số điện thoại của em bác nhá còn đây là loa và de này loa de hq 612 đấy thì ngày hôm nay em lên sóng đây cũng khá khó để lên được cả tầm 100 người nha Tôi ra bây giờ hay là thử các bác nhỉ Con <laughs> đẩy tím là giá là 3 triệu rưỡi các bác ạ Còn uh, TD5 thương hiệu Đức TD5 thương hiệu Đức thì hôm vừa rồi là 3 ,7 triệu 7 các bác nhé TD5 thương hiệu Đức thì là 3 ,7 triệu 7 một con Nhưng mà bây giờ em không nhớ là còn con này như con đúng một con thôi Còn đúng một con thôi Đấy còn có đúng một con thôi còn đẩy tím này có 3 triệu rưỡi con này các bác này hoặc là nếu như các bác thích cái đẩy uh, sử dụng mạch crow dòng đẩy uh, mạch của cái con crow XI 2500 này, 2005 á thì đây có dòng là ISU này. ISU này là 500W này. À, đây. Lắc này R907 này là 700W này. Con lọc trắng bán mất rồi anh, con lọc trắng mất rồi, con lọc trắng triệu rưỡi bán mất rồi đâu. Còn có con mà. À, âm ly 12 sò âm ly không chơi được đâu anh ạ. Âm ly 12 sò chắc không đánh được. Vì là con uh, cái con DE này HQ 612 này á, à, à, nó nó công suất nó 400W cơ. Anh nếu các bác đánh để hay nhất thì các bác đánh nguồn đẩy này. Các bác đánh gần đẩy này. Chỉ cần một con đẩy tím lắc này rồi các bác đánh cho nó là bao phê rồi. Bao hay đối với dòng đẩy kia rồi, dòng loa DE kia. Đấy DE màu trắng kìa các bác nhá. Kể cả loa selection cũng vậy. <laughs> À, anh nghĩa nguyễn anh lấy loa gì nhỉ loa này hay bằng nexo ps 10 không chú loa này em nói thật với anh nhá nexo nó phải đi với combo của nó nếu như anh đánh riêng một cái đôi loa nexo mà ấy thì chưa chắc là đã hay bằng đấy loa bãi đâu nhưng mà nexo đi với combo của nó thì nó sẽ hay hơn nhiều đặc đặc biệt đẳng cấp luôn nexo một trong năm thương hiệu hay nhất thế giới về âm thanh nghe các bác nghe bình thường nhá nếu như mà test âm qua 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 điện thoại thu âm bằng điện thoại ấy, thì uh, nó sẽ giảm cái độ hay đi tầm ít nhất là một hai phần. Đấy là ít nhất một hai phần nào bác nhá. Mi mà các bác nghe cái cả cá bộ combo ví dụ combo P8 P10 mà một số kênh lớn mấy anh lớn như là anh Vinh Audio 77 chẳng hạn khi mà các anh ấy um, uh, là thiết kế thi công rồi uh, test âm cho bác nghiệp bao phê, nghiệp nghe điện thoại rồi đã thấy phê rồi. bày thôi rồi luôn. Còn loại ETC không? Còn loại ETC thì không còn rồi anh ạ. Loại ETC bây giờ còn một đôi như thế này các bạn này. ETC còn một đôi như thế này. Thì như là đây đây đây. ETC cái dòng F10S này các bạn này, đấy, còn một đôi thôi. Cái đôi chiếc dưới này là chiếc zin toàn bộ luôn, còn trên đây nó bị lai. Nó bị lai lai một tí các bạn nhá, tép lai. Đây các bạn ghi rõ đây này. Một đôi này là tép lai, bát zin. Phân tần zin thùng vách zin. Uh, đấy đấy có một chiếc mẫu gái là một chiếc tép này bị lai thôi một chiếc tép lai thì bình thường nếu là loa này thì em bán 7 triệu đúng không? thì bác nào lấy em sẽ bán cho bác giảm hẳn một triệu luôn đi. Đấy, bác nào lấy này ETC này tép này tất tất nhiên tép cũng là dòng tép là bãi xịn rồi để cho bác luôn để 6 triệu này bác nào lấy thì liên hệ em luôn này. còn một đôi như này thôi. đấy một chiếc zin một chiếc thì bị um, tép lai thôi đấy. Uh... Đôi bát 25 đấy có hai bằng đội ETC anh lấy không chú Việt. Đôi bát 25 anh, Đôi bát 25 của anh, đôi ETC của anh thì em đôi này em chưa nghe tết âm. Đôi này em chưa nghe tết âm nhưng mà ví dụ như đôi này thì khẳng định các bác là sẽ là bạo lực khủng bố luôn này. Bạo lực và khủng bố luôn đấy. Chất âm côn 76 nhá. Đấy. Ờ... À, con đẩy tím bao nhiêu con đẩy tím là ba triệu rưỡi anh ạ à? công suất là 600 w một kênh nhá Đợi CAF 18F bao nhiêu tiền đấy bạn CAF 18F á Con nào ta Sò sắt anh À đây, ở đây à anh À đây con này hình như 3, trước 3 triệu rưỡi đúng không anh nhỉ Đây các bác con này hình như là 3 triệu rưỡi một con Đây CAF 18F này con này 13 triệu rưỡi một con Đây các bác nhá Đây TA 18F đây 3 triệu rưỡi một con hình như mới bán xuân mới bán cái đây mới một thời gian 3 triệu rưỡi một con các bác ạ à, quân lộc <laughs> quân lộc đấy nghe hay lắm à anh quang kiều à, thế anh hỏi chị nhà chưa có đổi mic không nào anh hỏi chị nhà có đổi mic không mic này này bọn em mic hay các bác nhìn thấy các bác nhìn thấy ghê không mic hay là mic vừa nhẹ hay nhẹ hay đẹp này nhẹ hay đẹp này đấy vèo cái gần hết hàng luôn này mặt trắng này đầu thu trắng này đầu thu vàng này con bốn bốn bộ này đấy anh mà anh mà lấy mic à anh lấy mic à? de hoặc mic này de kv 2 hoặc mic này nhá à, đẩy lắc đẩy lắc thì giá 5 triệu rưỡi một con anh đây em quay để ô ngồi mỗi chân quá các bác ạ em đi nhiều mỗi chân quá đây đẩy lắc này thì giá nó cao các bác nhá đẩy lắc này 700 trăm một kênh này lắc 700 trăm một kênh 5 triệu 500 ngàn đồng một con Đấy 450C 450C thì hiện tại thì 450C thì bên em thì có hai loại đi Một loại thì nó xấu hơn một chút và một loại đẹp Nếu loại đẹp thì giá của nó sẽ là 5 triệu 6 Còn nếu loại xấu thì nó sẽ tầm 5 triệu 2, 5 triệu 3 thì đấy Tùy Thùng nó xấu một chút thì các bác nhá Đấy là thùng xấu Chứ không phải là Bát và chép nhá Bát chép thì nó zin Bát chép zin hết Thùng xấu một chút thì là 5 triệu 2 5 triệu 3 còn nếu như mà loại đẹp của BB 450C thì tầm 5 triệu 6 một đôi. Đấy. BB 450C chỉ có tăng giá thôi các bác nhỉ, ít khi giảm giá lắm. À, có để hai kênh chuyên súp không em? Không có, không, không, anh Sơn Nguyễn là hết mất rồi, không có. Nếu như bác lấy này, anh chuyên súp thì lấy cái dạng công suất lớn rồi tùy súp của anh súp gì nữa cơ. Ví dụ cái dạng khủng bố côn tử nó lớn chẳng hạn ấy thì cần công suất cao. Còn rút anh có thể là dùng một con đẩy thôi chứ đánh một cái, một, một cái súp chẳng hạn. Ôi trời sao đâu đánh được anh Bảo Linh, đẩy con đẩy một tím nữa anh thoải mái chứ. Cái số hơi 40 thì con này đánh thoải mái mà. Anh có thể đánh chập kênh lại đánh một mình cái con đẩy này với số hơi 40 thôi nhưng mà đẩy hai kênh các bác nhá. Đẩy hai kênh thì các bác chỉ đánh một mình nó với một con súp thôi. Số hơi 40 số hơi 50 ạ, thì nó đánh cực thoải mái luôn. Vì hôm vừa rồi em à, uh, em có test cái con này này, con đẩy lắc này, con Windsor này này, con màu tím này đấy Với mấy con đẩy Cũng mấy con super hơi bát 50 Mà cái dòng mà Cái dòng gì nhỉ Dòng Spirit này Dòng là Louis Martin này Đấy Thì một cái con này đánh thoải mái luôn có số hơi 40 em chỉ có số hơi 50 các bác ạ. xuôi hơi 50 của Martin thôi chứ bây giờ không còn số hơi 40. trang quá Việt Nam không thắng làm chú em không biết uh, chọn gì làm quà. <laughs> Việt Nam mà thắng thì lại là... Việt Nam mà thắng thì thường thì em sẽ tặng cho bác lọc. Ví dụ các bác em sẽ tặng hẳn các bác lọc như thế này luôn. À... Bao nhiêu tiền một đô la 25 bạn đang trình chỉnh... em mạnh dạn báo giá anh em đoán thôi, em đoán giá nhé. À... trên 6 triệu 5 và dưới 7 triệu thì nó sẽ tầm 6 triệu 8. <laughs> 6 triệu 8 cái đôi ấy các bác nhá. 6 triệu 8 một đôi. Đấy em đoán thôi chứ còn giá trên cụ thể chính xác thì bọn em phải cân đối nữa cơ cân đối thì thôi mới bật mí cho bác thì như vậy thôi biết đâu không phải sáu triệu tám này là thành sáu triệu sáu sáu thì sao đúng không các bác đấy con có đẩy này đánh xúc hơi thoải mái mà con đẩy xúc hơi thoải mái xúc hơi bốn được xúc hơi năm cũng được đoán đúng rồi <laughs> đấy đây có các em nếu các bác lấy có thể lấy đẩy này đẩy này nó rất khỏe tiếng hay đẩy này khỏe tiếng hay đó. đẩy cực khỏe cực tiếng cực hay luôn á này và thứ hai một cái điều nữa là nó rất đẹp Nó cực kỳ đẹp luôn à, Con này á, thì như là nếu mà các bác mua mới thì nó giá như là 6.800 tệ Bên Trung Quốc nhá mua bên Trung Quốc thì 6.800 tệ một con này Con R907 này nếu là quy ra tiền Việt thì tầm 35 triệu 35 triệu một con à, Nhưng mà về Việt Nam mình thì chỉ có 5, ,5 triệu rưỡi <laughs> Đầy bãi có 5, ,5 triệu rưỡi thôi Còn đấy mới 35 triệu đây mới mua bên Trung Quốc là 35 triệu, chưa tính uh, tiền cước phí về Việt Nam, chưa tính tiền uh, thuế VAT về Việt Nam thì uh, cái về Việt Nam nó tầm 40 đúng không bác? À 30 triệu chứ cái này lúc 30 triệu chứ nhỉ? Đúng rồi. 30 triệu. Con này uh, mua mới bên Trung Quốc là 30 triệu. 30 triệu mà về uh, đến Việt Nam là tầm 35. À còn ghê bác mua hàng bãi các bác chỉ mua 5 rưỡi <laughs> năm 5 rưỡi các bác mua còn đẩy mới và cái độ đẹp bằng 8 phần so với cái uh, con đẩy mới. Đấy, 8 phần à, uh, để đánh súp kép 50 côn 100 để đánh súp kép 50 100 có thế anh có đấy có mấy dòng anh này súp kép 50 côn 100 có có anh nhá vẫn đang còn nói chung là còn hàng à đây TD5 đây bác này đây TD5 đây đúng không bác nào nãy vừa hỏi em TD5 này đây TD5 đây chứ gì Đấy GM đây này GM đây bác này đây, những cái cơn sốt mà vừa rồi bọn em có đây TD5 CBL Cotic này đây, còn một con đây TD5 này. Con này là 3 triệu 7 một con này. Con này là 3 triệu rưỡi một con này. À, dòng đẩy tím này cũng 3 triệu rưỡi một con này. Đấy. Loa đĩ hay bằng loa 12 in không á, 13 anh. mỗi có dòng nó một khác nhau cho anh. Nhưng mà đi này là bảo các bác sẽ hay, đi hay. Chắc chắn là chẳng hay luôn. Đấy thì đây là hai số điện thoại của em nhá. Livestream cũng một tiếng chờ rồi có lẽ là cũng kết thúc livestream đây nha. Không có cơ hội tặng vốt cho. Theta K1 hết mất rồi bác ạ. A. Theta K1 á. Hình như là hết rồi anh ạ, Theta K1 thì không còn rồi. Theta K1 thì không còn rồi các bác ạ. Đấy. Đây là hai số điện thoại của em này. Hai số điện thoại của anh Minh Bãi 1977 nhá. Các bác có thể uh, liên hệ cho em để uh, đặt hàng. Cái này có Zalo hết rồi các bác nhá. Đây Zalo của em đây ủa sao có cả cô còn nhỏ này. À, em gửi một cái khai tay không tưởng ngắt rồi. Ôi, cái nào em mới nhận anh hoàng diễn này cái nào mới nhận được hàng em mới biết được anh ạ. À. Cái nào mới nhận được hàng mới biết được cơ. Em chưa 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 nhận hàng được về đây cơ, khi nào mà về được thì em sẽ tiến hành đổi nâng cấp cho anh nhá Đâu, thoải mái mà. Đây các bạn này đây là DE nhá, đây là nội thất của DE này. Đấy Một con tép này các này pt 1725 h đời Tép đời cao nhất của DE đấy đây, còn đây là bát này Con này là côn 76 các nha Xưng là xương đa châu kép Màng gần 3 sóng và màng trong nước đây Con này là tất cả mọi thứ của nó đều số email rõ ràng luôn này Đây các nhìn thấy chưa Thì cả trên cái màng loa này Trên cái từ này đấy, Đây kẹp từ này cũng vậy này Số email rõ ràng luôn Emodian EQ612 cái này thì em vừa nói sẵn với các bác ở đây một số cái vết răm bẩn này là làm mình giặt chưa sạch đâu các bác nhá thì có về có hỗ trợ giúp em một chút giặt sạch nó đi dùng cái xà phòng giặt là được đây là bb 450 c các bác này ở đây còn có mấy đôi thôi bb 450 c nhá đấy đây 450c cái này thì bọn em để ở đây chưa vệ sinh này một số cái đây một số đôi như thế này em em bọc lại vì cái thùng này các bác này cái thùng này đôi khi là nó nếu các bác để ở môi trường ở ướt ấy, thì nó dễ bị bong. Đây. cho nên em phải bọc lại bọc lại để cho nó cẩn thận hơn. Đây bb này các này csv 450c này csv 450c đây đấy csv 450c đây các bác nha. Maxim max max input của nó max cái công suất của nó là 1.000 uh, À là 500 nhá. À quên con này thì với loa DE á. Đây. Con này thì cái công suất làm việc của nó sẽ là 400 và mắc của nó sẽ là 1600 các bác nhá, 1600 W đấy. Mắc của nó 1600 này, đấy. Made in DE Audio này, Technology này. Được chưa các bác? Đầy đủ thông số chưa? Dải tần của nó sẽ là 47 đến 19k nhá và độ nhạy 99 dB đôi nhảy 99 để luôn à, đây cái mẫu loa đây à, có lẽ em sẽ kết thúc livestream đây các bác nha. sao còn đây còn loa 20 thế này nhỉ vẫn còn chiếc loa nằm 20 đây à, yeah, lạ thật Đấy, dàn đây này, đi từ nãy giờ đi khá nhiều, khá mệt rồi Đi chắc là em có cái đồng hồ đua bước chân trong bác thở em để chắc phải đua đến giờ Ngày hôm nay chắc mới tầm chục ngàn bước <laughs> Đấy, đây là một số cách sự lựa chọn cho các bác này Khi mà bác ghép đồng bộ của DE nhá Đây, DE, uh, Mix DE này, kv 1225 mã đây Rồi, uh, Vang uh, DE MK1008 này Rồi, uh, Đẩy DE DA2008 này, đấy uh, Bác nào mà chưa đăng ký kênh của Một Chín Bảy thì cho em xin một cái đăng ký kênh nhá Một nốt like của uh, live stream, của video này còn bác nào không thích thì thôi đừng nhấn dislike like <laughs> Nên em nói cả tính trời đồng hồ Các bác vào các bác nhấn dislike like Cái là nó trừ cái đề xuất của em đấy là không thích thì thôi nhà các bác nhà không thích thì thôi cũng không cần chấm đâu đấy thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ vào cho em vào hai số điện thoại này hai số điện thoại này thì em đều đã có zalo nhá đều đã có zalo với hai số điện thoại này rồi một số mobi một số viettel số điện 40 không có rồi anh ạ số điện 40 không có nhá đấy xin hẹn gặp lại các bác ở cái livestream vào trưa ngày mai nhá trưa ngày mai trưa ngày mai còn hôm sau thì sẽ tìm cơ hội để tặng quà các bác thôi kiểu gì cũng phải tặng thôi đến hôm sau đá với campuchia đá campuchia thì thắng chắc rồi thắng chắc rồi chắc nhưng mà phải xem là chọn cái điều kiện như thế nào để ta có cái kết quả hay các bác nhá đấy xin hẹn gặp lại các bác sau nhá xin chào